trước mặt mình đang là thằng Cô Gà, thằng em mình đã xuất hiện ở trong video Roblox gần đây. Và mày muốn leo lên đầu anh ngồi luôn đi, mày leo lên đi, mày leo lên đi, mày leo lên. Lần trước là hả, tại anh mà thua đó. À, tại anh mà thua, rồi ok. Anh biết rằng là lần trước là có nhiều cái yếu tố khiến cho chúng ta thua. Và đây là một yếu tố đó là em đổ tại. Vì vậy hôm nay anh quyết định là đem em vào cái thế giới này. Và cái thế này bắt buộc kỹ năng của ai mà làm cho thua là biết liền. Biết liền luôn hả? Nó biết nó tắt luôn hả? Đúng rồi, đây. Đây này, bởi vì sao? Bởi vì trò này á là anh em mình sẽ phải kết hợp, gọi là phối hợp với nhau để mà giúp nhau đi đến cuối. Có những cái câu đố anh em phải có người này làm cái chuyện này thì người kia mới làm được chuyện kia. Đó, em hiểu đi anh. Ok, hiểu hiểu hiểu. Nói chung là phải tính sinh bình đẳng. Ok, nãy anh nói anh hiểu đó, nhưng mà em nói anh không hiểu luôn. Rồi, bây giờ vào đây đi. Hướng dẫn đây là hiểu. Okay. Đó, chưa? Một bước lên màu đỏ, một lần đi bộ. Đó, bây giờ là cái này là một thằng phải đứng ở đây. Thấy không? Cho nó đang trống không? Đây ví dụ này. Đó. Ủa, đi được mà. Đó chưa? Anh VIP Pro anh đi được, còn em thì không. Em đi được. Đó. Anh phải đứng ở đây để cho em đi qua. Đó chưa? Phải phối hợp với nhau. Vậy em đẩy được anh này nhưng mà phải tốn 50 Robux. Đúng rồi. Ê, này, tao biết mày giàu rồi, không chơi cho nó nha. Một người chơi ở lại, một người chơi vượt qua. À, cái này là ô thiếu màu vàng không? Là phải đứng ô màu vàng này, đó. Màu vàng đó đi. Ok, vậy ở lại đi em đi này. Tại sao em lại đi thế nhỉ? Tại sao em lại em như thế? Hả? Đi đứng. Để em ở lại. À, thôi, em đi ở lại. Lại, anh đi. Em đi. Outfit. Thôi nhường thằng em trước đó, cho thằng em đi trước đó. Để đạp đàng hoàng nha. Rồi, lên chuồn lầy thôi. À đây, anh đạp cái tím này nè, đó. Tím, à là em đi lên đây luôn. Đúng rồi, ủa, lên nữa. Đó, xong rồi. Đây, anh vô đi. Tao đọc cái bài của mày rồi, tao đọc chuẩn luôn. Giờ chơi thế chơi được. Ai mà chơi vậy đúng không? Em chơi đâu có chơi vậy đâu. Chắc nha. Lời nói này của em là được em mấy chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người nghe nhá. Bây giờ anh mà rớt là em phải chạy lại bên kia em đỡ anh nó mất công. À đúng rồi, ghê đấy. Được, tím. Ok. Rồi, màu tím luôn. Đó, ui, cái màu tím này đã ra phải con Nabi chơi nhỉ. Ơ, ê, chính là màu vàng, màu tím này đúng luôn á. Tím vàng là màu của tụi em luôn nè. Ờ. Trời ơi, tự dưng anh lại là người mà thay thế Nabi rồi à? Anh chỉ là cái như thế à? Hả? À, đi đây, đi qua. Đó. Cái này hướng dẫn luôn nên là nó dễ. Ờ, các bạn đơn giản quá ha. Đó. Tím là hai vào nút màu. Ồ, đúng một lúc. Đó, cái này là nó chỉ là hướng dẫn thôi nên là nó đơn giản. Ủa? À, là vô đúng khúc đó thôi. À. Đơn giản bên này. Ui, hình như nó cho mình cái gì nè anh ơi. Đâu, cho mình cái gì là cho mình cái gì? À, kim cương hả? Nó chỉ em vô cái cục gì á. Cục gì á? Hình như là cái quả trứng à, để mở trứng á sao á, để lấy pet. À. Có 30 là quý này, 30 kim cương này. Thì mở thử đi, một là được một con á. Cái này 30 vừa khít luôn nè. Bấm ở đâu để chữ E, bấm chữ E hoặc là bấm vào cái ô chữ E. À ok, mở trứng. Ủa em được con gì vậy? Con gì, đây được con gì? Em được con cá nóc. Cá nóc đâu, lôi xem nào, lôi thử xem nào. Bên phải này, anh không thấy hả? Không thấy. Ồ, vậy là chỉ có mình mới thấy thôi. Ủa vậy hả? Chắc chưa? Là em trang bị chưa? Em trang bị, em thấy nó đang bu bên người em nè. Ơi, đâu, em là con cá nóc là con nào ta? À là con bắp nhất. Trời ơi, tưởng gì đây? Đây, anh mở này từ. Mở này. Và đó là anh mở được con sao biển không phổ biến. Ghê vậy? Con sao biển lại con 35%. Đó. Bạch liền. Mực con sứa gì hồi kệ đi, qua màn 2 đi. Rồi đó, đây, bây giờ là anh em xong hướng dẫn đúng không? Bây giờ anh em đến mục là tên là cân bằng. Cân bằng à, gọi là cũng trung bình á. Ờ có khi thế. Rồi. À, 14 giây ra đây. Ok. Giữ nút màu hồng để đồng đội bạn leo lên. À rồi, lại em đi vào đó. Giữ chưa? À là leo chứ không phải là đứng ở đấy ạ. Mày giữ. Ê, à, thôi đi mày. Trả thù anh. Kẹt thôi. Ê, đang đứng xuống đấy mà thả ra là kẹt. Rồi, lên. Lên đi em. Đó. Okay. Kích hoạt nút trắng để hoàn thành. À, nút trắng ở trên này nè.
Ôi, nhưng mà nó mất cầu thang rồi. Là mình phải có cây bấm vào nút xanh. Cái là cây đó, em qua đó đi. Ờ. Bắt cua đi. Thế mà em chú bắt cua. Ok. À. Rồi, đứng yên nhá mày, đứng yên nhá. Đứng yên nhá, tao nhìn đó. Khuôn mặt đẹp trai của anh mày đang nhìn mày này, đó. Coi chừng nha mày. Ơi. Mày cái gì? Rồi, màu trắng rồi đó, đi. 17 giây kìa, em phải về lại. Ủa? À, em phải giữ anh về. Đúng rồi. Nhanh. Rồi, nhanh. Qua đi. Ở từ lên. Cố lên. Okay, rồi, let's go. Rồi. Đơn giản. Tiếp luôn. Được 40 luôn, để em mua thêm con thú. Vãi, thằng này, mày có tiền là mày tiêu luôn à? One eternity later. Ôi trời ơi, mới lấy đồ ăn. Thời gian này mà tí nữa các bạn mà thấy nó sẽ hơi bị lâu tí. Nhưng mà kệ thì không sao. Ok. Anh em mình sẽ speed ăn được. Rồi bây giờ sao đây? Sao em bay được vậy? Sao em mới bay được vậy? Đâu. Lại. What? Oh. What? Ôi trời ơi. Cái này hình như là mình bay được. Nhảy cao. Vậy là bây giờ em đạp vô cái này, anh nhảy qua đó rồi. À đó. Anh đạp nút màu tím. Ok, em bay qua đây. Kích hoạt nút trắng trước khi bạn nhảy sao? Ok, là nhảy đây. Rồi, ok, nhảy nút trắng này từ từ nha. Có cả hai nhấn nút vàng. Rồi nút này. Em nhấn nút vàng này. Rồi qua đây. Cái gì nữa? Bấm qua đây nhấn nút này. Ok. Từ. Nhảy mày. Ơi, trời ơi em. Nó còn không dây mà còn cố chạy nữa chứ trời ơi. Ủa. Rồi, cứu. Đây, xuống. Một tím. Đó, anh đang đứng ở trên cao, thích lò trên cao, thấy anh không? Đó. Chú đạp rồi đấy mày. Ủa, vậy là em phải đạp lại cái xanh hả? Đúng rồi, đạp cái xanh thì anh mới đạp chứ. Đó, rồi, ok. Lên. Đó, trắng. Đúng rồi, anh lên tiếp. Chú cái vàng. Đúng rồi. Phải đạp cùng lúc. Rồi, đó. Đây. Rồi, qua đây. Rồi, lên. Cái này 2 mấy giây rồi đó. 18 giây nữa. Lên. Rồi. Đạp vô 2 cái này. Bước vào 2 nút đen để hoàn thành. Em chọn một nút đi. Em chọn một nút thôi. Đi. Tức thật. Rồi, thời gian 8 phút. À, thì cái chính ra là thì ít hơn thôi, không phải 8 phút đâu các bạn nhá. À, nói rồi là do lấy đồ ăn chứ không phải là do thằng gà nó gà đâu. Đúng vậy. Này em chơi 22. Em mua quả trứng này. Ghê. Đâu, sao mua được hơn. Rồi, ba con cá nóc rồi. Rồi, non. Đâu, để em mua thử một con nữa xem nào. À, mua thử một trứng xem nào. Em được con cá đuối. 15%. Ôi, anh lại được con sao biển. Ê, hai con sao biển rồi. Okay, rồi, xuống. Bàn tiếp theo này. Ôi, bàn này màu vàng, nó là bàn trung bình này. Là nó khó hơn mà vừa rồi nha. Khó hơn đó. Không sao, không có gì khó với tôi hết. Ghê. Một người đứng trên nút, một người chạy ngang. Chạy ngang. Đâu? Sao? Nút nào? Không biết nút nào đâu. Ủa? Mất hết rồi. À, em nó đang báo kìa. Có thấy không? Có thấy em nó hiện lên cho em là nút bấm nút nào không? Nó hiện em nút trắng. Trắng đó, còn bấm nút trắng. Trắng. Ok. Bây giờ anh phải nhảy vô đúng màu vàng xong rồi em đứng vào màu vàng là anh cái màu vàng nó sẽ còn lại nè. Bây giờ nhìn đi, cái màu vàng nó sẽ còn nè. Đó, thấy không? À ok rồi. Rồi xanh dương này, rồi anh nhảy qua xanh dương đi, tiếp với xanh dương anh đứng đi. Đúng rồi, đứng rồi. Rồi. Thì bên kia nó sẽ mất. Ok. Rồi tiếp theo là màu gì đây? Màu nâu. Đây màu nâu đây. Rồi em phải đứng màu nâu luôn. Đứng chưa? Rồi em đứng màu nâu. Đứng rồi. Là đây phải đứng thì nó mới giữ lại được, không là nó sẽ mất luôn. Để xíu nữa bên kia phải làm ngược lại. Bao nhiêu? Màu vàng. Thôi được rồi, anh qua luôn rồi. Ok. Rồi, đưa em đó. Màu vàng cho đứng màu vàng. Ơi! Từ, em lại đứng được em đó. Màu vàng nó đang hơi lâu. Đây, được rồi. Màu vàng. Đây, màu vàng. Ok. Ở đâu này? Gì vậy? Ủa? Ơi! Nó vẽ đường như thế rồi. Ghê chứ lị. Trời ơi, nó vẽ nguyên một đường thẳng vậy luôn. Trời ơi, bây giờ mình khó, nó dài quá nè. Đấy thì ăn dễ. Đâu, xanh bột. Mình chắc em gọi luôn á. Xanh bột. Chào.
ba cái trò chơi này. Ok, được cái y chang này. Gì đây? Là y thế, y thế giống như thế. Ok, xin lục. Ok, rồi xin lục đây. Đây, đứng yên đây luôn này. Ui, xin lục này, ít này. Ừ, cái này là nó đường nó dài hơn. Qua luôn, mình chắc chạy qua được luôn. Ờ, cái chắc qua được luôn. Rồi, trắng này. Trắng, 2, 1, nhảy. Hay. Được. Đó, đi luôn. Rồi, để mình nhảy qua này cái cho nó khó. Cho nó khó, ok. Rồi, màu đỏ. Màu nâu. Đó, cho em đi trước đấy. Ok. Ơi, không có nào hết, có mỗi này. Mỗi đó rồi. Ok. Chỗ bên kia. Thanh dương, dương. Đây. Đó. Em qua được luôn á. Nhảy qua luôn. Ghê. Okay. Ê, nhảy một mạch luôn. Rồi. Ok, tới anh này. Ok. Rồi, đây, anh. Màu nâu. Quay. Rồi. Không chạy một lần không lại một mạch được. Phải ấy. Trừ phi cái màu nó hợp á thì mới chạy được, chứ còn như này nó bắt buộc phải đứng lại rồi. Rồi, qua luôn anh. Qua luôn. Dễ. Rồi, hai đứa hai bên. Rồi. Đi. Trời ơi. Let's go. Rồi. Đó, một mạng chết rồi kìa. Thôi kệ đi, chơi chứ, reset làm gì. Này, cái gì đây? Ủa, nó đẩy hả? Đẩy cái nút này nó vào cái màu đỏ. Đẩy cái hộp vào cái nút. Ủa? Mấy mình nó cao ấy hả? Chứ không được rồi. Đẩy đâu ta? Là phải đẩy cái hộp màu đỏ lên nút vàng, chứ phải đẩy đến nút đỏ đó. Vàng nữa. Nút vàng này, còn cái nút đỏ đó là để tạo ra cái hộp đỏ. Ôi. Đó hả? Nó bị nhô lên á. Vậy là phải đẩy qua bên kia. Đẩy cái hộp này qua bên kia. Đây anh giữ này. Đó, để qua bên kia. Cái hộp nó đẩy em vậy? Cái hộp này nó khó đẩy thật sự. Ủa? Đây. Rồi, qua đó. Cái này là mới có đường để cho đẩy cái hộp lên nè. Không. Nó có cái đường dốc ấy. Đó. Rồi, dốc cơ. Dốc cơ mình qua rồi đó. Đó, giữ. Mày đúng ác luôn á, mày đúng ác với anh luôn á. Rồi, anh tự qua được đúng không? Qua được, cái này qua được, cái này bấm nó tự qua được. Cái này phối hợp lại. Đây phối hợp nè. Nè, đúng ác luôn ạ. Rồi. Vừa mới được lên cái nấc thang lên thiên đường, đúng nghĩa đen luôn. Đây, anh giữ này, lên đây. Có thả ai nha. Rồi chơi là chơi. Chơi cho thắng đi. Chơi cho chuyên nghiệp. Mà đẩy hộp á? Đẩy hộp. Mà đẩy hộp anh? Mà đẩy xuống dưới này thì được, sẽ nhìn dưới cái. Đó là cái dốc hả? Gồm lăn lốc kìa. Rồi lăn đi. Đúng rồi đó. Đúng rồi, đẩy được nó lên. Đúng rồi, đó. Sau cái này để qua tiếp nè. Đấy. Dạ cho những người cô đơn mình có thể mua được đồng đội. Đúng rồi, không có gì là không thể mua được bằng Robux. Robux. Kể cả là mua thêm một người nữa chơi cùng mình cũng được luôn. Ủa như vậy thì làm sao mà mình điều khiển được nó nhỉ? Làm sao ta? Còn nó làm hết cho mình nó, làm hết cho mình nó. Vãi. Sự luôn. Không tin nó sao làm được nhỉ? Tiền mua được. Mình mua nó thử không ta? Có anh ở đây rồi chứ đó. Mày anh biết mày giàu nhưng mà mày định mày bỏ tiền ra để mày mua bạn hả? Here comes the money. Here we go. Anh có đủ tiền mua cái 300 đá quý luôn. Cái gì vậy? Em mua thôi, em mua cái 200 thôi. Anh mua cái 300 thôi là cái gì? Người trái đất. Rồi, phổ biến nhất. Hãy để tôi nấu ăn. Let me cook. 35%. Nó là anh được một cái bánh nhưng rất tiếc là em không thấy được. Rồi anh em bây giờ lên trên tầng 2. Lên tầng 2 nào. Lên tầng 2 bên trên tầng lầu tăng dần này bắt đầu khó rồi đó. Hai nơi em mình nướng khoai trên này, đâu gì đây? Đây. Màu xanh. Rồi lên trước đi. Em lên. Rồi sao lên nữa? Mỗi một lần bấm là nó sẽ đó. Thêm cái nữa anh ơi, thêm cái nữa. Đây, từ để nhìn cái. Đó. Hai. Có vụ vậy nữa hả? Đúng rồi, lên. Okay. Rồi nó reset lại nè, giờ tới em nè. Lên em. Rồi đó. Rồi anh lên lại. Rồi. Tiếp đi. Lên. Đúng rồi.
Em mà đạp quá cái là nó mất luôn đó. Đúng rồi đó, là nó là đi lại chơi lại từ đầu. Là cho nó mở lại thang từ đầu luôn. Rồi. Tiếp. Rồi. Hiya. Daddy chill. Fuck, là đúng từ đầu luôn này. Đi, mở mở lại đi. Ý, cày thật chứ. Đến đây rồi mà lại. À, cái đầu không tức à. Ờ, đến cái cuối đó mày. Tiếp mày. Đây. Đừng nha. Rồi, mày đứng yên đi, mày khỏi di chuyển, đúng rồi đó. Bỏ mắt tay khỏi bàn phím luôn. Rồi, đây, 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 mắc cua cho, đây. Ok, anh nhảy nha. Đó, đi qua đi. Đừng cho lầy nha. Rồi, rồi, nghiêm túc đàng hoàng, thực tế. Qua giữ cái tím cho anh nè. Ồ, cái tím. À, cái tím bên đấy à, rồi. Lại tím vàng nha. Ơi! Ê, đâu? Sao vậy? Ờ, em tưởng anh rớt, em lỡ đi ra sớm. À, đâu, anh pro mà. Rồi, cái này là hai cùng vào này. Tím vàng quá, hồng hồng á. Rồi, chưa xuống. Chưa có thang. Trời. Nó lăn thẳng vào trong cái cổng không luôn chứ. Cái này nó có tất cả bao nhiêu bàn đây là 20 bàn. Là anh em mình đi qua được 6 bàn rồi. Rồi, mà thứ 7, mà thứ 7. Nham thạch. Vô. Dung nham đang dâng lên, bạn có thể trốn thoát không? Ủa, phải làm nhanh hả? Ờ, đi. Ôi, dung nham nó lên kìa anh, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đi. À, ok. Con đường nào? Con đường nào? Ở đây. À, sao? Ô! Sao lại thả ra đi? À, em phải đứng với anh hả? Ok, ok. À, là cái mấy cái không có dây là mình phải đứng. Ok. Ừ, là phải đứng, đứng đấy. Xong rồi là anh sẽ nhảy qua, rồi anh đứng tiếp cho em nè. Rồi, đó. Này, giờ. Ừ, né cái đỏ thôi. Nhảy lên đầu đồng đội của bạn. Được không? Lên. Ồ! Rồi. Vậy anh phải bật cái nước thang cho em. Ờ, đây. Đó. Ấy kẹt rồi. Lại. Okay, rồi. Nó lên nước xui này nè. Rồi. Đi đây, màu vàng. Rồi. Đi qua đi. Đó, màu vàng cho em đi qua trước. Ủa rồi. Bạn đã... Ủa rồi. Ủa? Sao phải chơi bắt đầu rồi? Nó có cái đỏ, nó có cái đỏ. Cái bạch đỏ kìa. Ờ, đúng rồi. Cái đỏ là đi vào là chết. Đây. Đây, xuống đi cho em này. Đi qua đây. Có vụ vậy nữa hả? Ờ, hình như lava dâng lên á, là anh chết á. Ồ, hình như em lava nó bị dâng lại từ đầu hay sao á. Ờ, đúng rồi. Rồi, xuống kìa, bấm nút trắng cho anh qua ấy. Ok, nhanh, lava nó tới chân rồi nè. Chú biết ra thật á, đây. Chú biết nhảy nè, nó tới chân phải nhảy nè. Lên ơi. Đây, lên. Lên, tiếp. Nhảy qua nè. Cái cùng qua luôn. Nhảy, rồi, cùng đạp này, Lên. Đi. Chạy. Nhanh chóng nhảy qua băng tải. Ê, ai á. Mấy chị bộ. Yes. Ok. Giữ lúc đỏ khi đồng đội bạn đang ở trên. Đúng rồi. Rồi, cái này rồi. Chuyển qua. Đúng rồi. Rồi. Ok, nhả đi. Cho tên. Rồi, đây. Đây. Qua luôn rồi. Đó, qua đây. Ok, là ba dân không kịp chơi tụi mình đâu. Rồi, thang màu đen. Ok, anh mày giữ cho em đó. Ok, giữ cho anh. Rồi, chuẩn. Rồi, tiếp tục này. Một tím. Lên. Phối hợp. Đúng rồi. Tiếp. Rồi, hai một đâu nào. Tốt. Thề luôn. Cái đoạn này là cái đoạn mà anh em mình lúc nào cũng bị lệch chưa? Rồi, xong rồi. Đã xong đến bàn thứ 7. Bàn 8 nào. Let's go. Đấm nè. Rồi, speedrun tới luôn. Bàn nào đi? Gì đây? Tắt hả? Nghe khó hiểu ấy. Chắc kiểu nó chết chia đôi á. Ờ, kích hoạt cho đồng đội của bạn. Ờ, ok. 15 giây lần anh ơi, qua luôn. Anh qua được mới. Cả đó. Hai nhấn vào màu vàng. Gì? Là sao? Dạ, có gì đâu. Ủa? À, màu xanh. Em bấm nút màu xanh là cái thang màu xanh là cây bên kia nó hiện lên kìa. Ồ, vậy là phải chạy ngược lại hả? Màu vàng là của em là cái gì nhỉ? Màu vàng hiện lên cái gì nhỉ? Rồi, tức là bây giờ là anh sẽ bấm. Ok, em bấm màu xanh là cây đúng rồi. Anh leo lên. Lại lên. Rồi. Ôi. Thôi. Trời ơi. Có leo vậy? Rồi lại này. Này. Có leo vậy? Rồi, anh bấm màu vàng này. Em bấm màu vàng luôn này. Rồi, anh chạy qua màu vàng bên kia đi, có màu vàng kia. Ờ ok, nó có 8 giây thôi. Ui từ. Rồi. Ê, vậy phải bắt cô bên này đúng không? Hãy giúp đồng đội của bạn bằng cách vào cổng. Ủa, anh qua lại đây cũng cho em nè. Ồ, ok, hợp lý. Cùng hai người bấm cái màu đen hả? Hay ngay cả khi hai bạn bước là màu đen. Hay cho con màu đỏ. Màu đỏ. À, lại đi lên kia là nó hiện đỏ lên á. Ê.
chạy lên màu đỏ là màu đỏ nằm đâu? Ừ, đâu à, cái màu đỏ nó nằm cạnh cái vàng kia. Vàng nào ở đâu? Cái vàng này anh đạp á. Đạp ở phía trên kia. Đúng rồi, là nãy anh phải đạp màu đỏ cho em nữa. Ờ. Hay à. Trời ơi. À. Rồi, vậy bây giờ phải quay lại đây. Ờ. À. Ê, bây giờ em sẽ đạp cái màu xanh lại cho anh nè. Ok, hiểu rồi. Má, hóa ra là phải ở trên màu đỏ tí trên đấy á. Trời ơi, anh đứng chở mà không thấy hả? Nó, anh tưởng nó kêu là cho anh qua, đi qua cổng luôn. Ừ, anh kệ cái nút đấy. Rồi, ok, đây, màu vàng này. Dài, cũng đạp màu dài này, đó. Là đó, nằm màu đó đi. Đó, màu vàng này, à, để cho nó trồi cái chỗ lên kia lên cho em này. Không, màu vàng là của anh kìa, màu vàng anh đi kìa. À. Thì bây giờ anh phải màu đỏ, thì anh đỏ cho em qua trước đã. Đúng rồi, màu vàng là nó chạy thời gian, hình như chúng ta phải cùng nhảy luôn á. Phải cùng đi luôn á. Ờ, à, đúng rồi. Đây, bây giờ em đặt cái màu vàng lại cho anh nè. 1, 2, 3, đạp. Rồi, chạy. Chưa. Quay. Rồi, ok. Ok, nhanh lên. Ây da, em rớt rồi. Đây, không sao. À, hóa là phải cùng lúc như vậy. Ờ, ok. Màu vàng này. Đặt màu vàng. Rồi, đặt màu đỏ này. Rồi, đi. Rồi, vô. Đi. Phối hợp nữa, này đúng là split chia đôi đúng không ạ? Mỗi người mỗi công việc. Rồi, cổng màu tím, qua đây rồi. Wow. Ok, em đặt. Em còn tiếp là con chú em này, đúng mình rồi. Mình có đạp cái màu đen rồi, mình phải quay lại đạp cái màu đen cái. Hai đứa cùng đạp cái màu đen cái. À ừ, đúng rồi. Ok. Rồi. Đi. Cái này đi, cái khó hơn cái đấy. Ủa? Cái gì đây? Màu xanh đâu? Màu xanh là đúng rồi. Màu tím này. À chắc phải em đi vô màu tím. Em đạp màu tím. Rồi. Vô đây đi. À đạp cái màu trắng cho em, đạp cái màu trắng cho em. Đây, đạp màu trắng rồi. Ok. Rồi em đặt cái màu xanh này, hai. Ôi, em rồi. Hăng não á. Hai. Rồi. Hay quá. Ôi, cái giây thôi, lại này, có một giây. Ủa, à. Ok, cái này mà rớt cái là từ đầu luôn á. Ồ, hóa ra là em đi vào cổng tím này, em bay lên trên kia à? Ngoài lên kia để em đạp cái màu xanh, đi, là cái màu đen hồi nãy mình đạp là để cho cái đó luôn á. À, đúng rồi. Sau đó em đặt cái màu trắng rồi, màu trắng bên này, thì em có cái thang trắng em đi xuống. Ờ, hay rồi. Ok, để bắt đầu thấy sao bắt đầu đó. Đúng cái hay hơn rồi đó. Ok. Ờ, chứ cũng hơi dạng đó. Nào, bầu bàn tiếp theo này, bàn ma trận. Ma trận vậy mình chơi tới tầm thứ 10 là ok á, 10 màn là ok á. Ờ, đúng. Này thứ 9 rồi này. Giữ màu hồng khi bạn xác nhận đồng đội của bạn đang ở trên đó. Giữ màu xanh lá cây để đồng đội bạn lên. À, như thế bắt cua hay sao? Ui. À. Lên này. Rồi, anh đứng màu xanh. À. Sẽ cây, ok, sẽ cây. Đó, ok. Ờ, đây. Ê, em đi ra đi. Đi ra để nó đi xuống. Rồi, để đi lên lại. Rồi. À, ok. Đó. Đợi đồng đội của bạn bắt đầu di chuyển. À. Em muốn màu trắng. Rồi, màu trắng. Rồi. Đến màu màu kia, đúng rồi. Rồi, màu đen. Rồi. Từ. Ok, đi đây. Nhấp vào điều này và bảo đồng đội của bạn nhấn màu hồng khi bạn đang ở trên đó. Ủa, ra màu vàng ở đâu? Ờ, cái màu hồng. Ơi, à, rồi, màu vàng đẩy lên kia. Ok, em nhấn cái màu hồng đúng không? Ờ. Rồi, em nhấn cái màu hồng này. Rồi, anh đứng cái màu hồng rồi, ok. Cái này, một cái gì đây? Giữ đỏ để đồng đội của bạn đạt được màu vàng. Khoan, rồi, ok. Lên. Anh nhìn em bị lún vào trong luôn á. Em thấy vậy em tưởng anh rất rồi. Ôi. Rồi. Ủa? Em giữ màu tím này. Màu tím? Ủa? Cái gì không? Không có gì cả. Anh phải qua được màu tím bên kia, em phải bấm bên màu xanh. À. Ủa còn cái màu vàng này là sao đây? À là để em nhảy qua hai cái đó. Đúng không? Là không. À ok. Qua cái đó màu xanh, màu xanh bên đó. Để cho anh đi qua được cái ô một cái nút màu tím của anh bên này. Rồi, qua đây anh. Đó, rồi giữ nha. Rồi đây, rồi. Ok. Rồi, anh bấm màu tím này, em quay lại. Okay. Đúng rồi. Rồi, màu tím này, anh đi vào cổng màu tím. À! Rồi. Đi vào cổng màu tím là nó dịch chuyển anh. Nó dịch chuyển anh. Đúng rồi. Mẹ. Ở ô đấy mình phải đứng yên. Mình mà đi đi là nó có một cái vạch đỏ. Trời ơi. Hạc vai ạ. Ờ, là phải từ. Rồi, anh hiểu rồi, anh đi lại này. Bây giờ anh lên màu xanh nước biển thôi. Anh đây. Đó. Bây giờ đuổi đi. Anh đi theo cái này của em đi. Ờ. Ừ, đấy, anh làm lại cho em. Rồi, lên sân cây đi. Lá. Rồi, cái từ từ nhá, đi vào từ từ. Ok, đứng yên đúng không? Qua là đứng yên đúng không? Rồi, qua đứng yên đó.
Thấy chưa? Đó, đúng ác luôn. Má, đi qua vội cái là mình là anh em chết. Để rồi, một người giữ, một người đi. Phải đạp cho nó quay lại đi. Đạp quay lại đi. Ác quá, đúng ác luôn mẹ, nó chơi cái trò này. Đây, cái này phải nhảy qua này. Level 9. Rồi, anh để trước em đạp cho. Rồi. Rồi. Ok, qua. Ui. Cái này, nó không đưa mình theo. Không có đưa mình theo, nó chạy theo. Đây, anh đang xe lá cây, cái này cho em đi qua. Nhảy qua luôn. Ok, okay. Rồi, em đi. Ủa đi. Quên. Ê, rõ ràng là đây là anh thấy là em đang ở ấy luôn á. Em đang ở trên chỉ gọi là trên trời á. Ảo vãi. Anh qua được không hay là để em cho nhích vô xíu nữa? Xíu nữa đi. Rồi, ok. Ui. lại cho đi lại đi anh ơi. Hai, ba, nhả ra. Rồi, hai. Được khít luôn. Khít luôn. Rồi. Rồi đi. Ôi, đi theo. Ôi, đến cuối rồi mà mày còn thế nữa. Rồi đi vào. Yes. Yeah. Trời ơi, chúng ta nãy là mình sắp tới luôn rồi đó. Đúng, bọn nó sắp tới rồi chứ em. Thì mà mình phải chết 2-3 lần nữa mới tới được cùng xong. Thì nếu mà các bạn mà muốn hai anh em mình và Tô Gà cùng nhau vượt qua nốt những bàn còn lại ở trong cái trò chơi phối hợp đầy tính chiến thuật và cả may mắn này thì các bạn hãy bấm like cho video này thật nhiều nha. Nếu mình thấy nhiều bạn ủng hộ thì mình sẽ làm tiếp tập thứ hai chơi trò này cùng với Tô Gà lần sau có muốn chơi cùng anh không? Ok đâu, em gánh anh cũng mệt nhưng mà không sao. Các bạn ạ, đó các bạn, nếu các bạn muốn xem Tô Gà gánh mình thì hãy bấm like nhé để cho nó gánh mình tiếp nè, khứa này. Rồi, nếu có tập tiếp theo thì mình sẽ để lên đây luôn để các bạn có thể bấm vào xem cho nó dễ nha. Còn trong lúc chờ đợi thì các bạn có thể thì video này nó sẽ là một video khác mà mình chơi một game khác chứ không chơi với thằng Gà đâu. Thằng này tạ quá, mình không gánh nổi các bạn ạ. Ngày ấy. Rồi, thế nên là mình hẹn gặp các bạn ở bên video này nhá. Bye bye.